chào các bạn. Gần đây thì các phương tiện truyền thông đã đưa tin rất nhiều về các vụ cháy, và đặc biệt gần đây nhất chính là vụ cháy tòa chung cư Carina. Rất nhiều bạn chỉ ngồi ở nhà qua màn hình và rồi phán rằng nguyên nhân là do lính cứu hỏa đến muộn hay là do cơ sở vật chất của họ sơ sài. Tất nhiên là những thiệt mạng về của cái vật chất cũng như là tính mạng của con người là điều không ai chúng ta muốn cả. Nhưng mà trong ngọn lửa tàn khốc ấy thì những trái tim dũng cảm rồi cả sự hy sinh bản thân mình, quên đi tất cả mọi thứ để lao vào đám cháy, dập lửa và cứu người chính là những anh lính cứu hỏa. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn tìm hiểu sâu hơn về nghề lính cứu hỏa nguy hiểm đến như thế nào để các bạn có một cái góc nhìn khác về công việc này nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng theo dõi video hôm nay nào. Số 1. Bộ đồ cứu hỏa siêu đặc biệt. Bạn có biết rằng bộ quần áo của người lính cứu hỏa đúng tiêu chuẩn có giá bao nhiêu không? Khoảng 1.000 đến 2.500 đô, tương đương với 22 đến 55 triệu đồng. Trang phục cứu hỏa bao gồm quần, áo, áo liền quần toàn thân và áo khoác thì được làm 3 lớp, từ sợi Nomex, Kela và lớp vải sợi chống ẩm. Ủng thường được làm từ vật liệu da chống cháy và được khâu bằng sợi Kela cao su đặc nhiệm. Găng tay có thể được làm bằng da mềm, nhưng cũng sẽ được khâu bằng sợi Kela và đôi khi bao gồm một túi hơi được làm từ chất liệu Nomex. Mũ bảo hiểm được làm bằng nhựa dày, chịu nhiệt và thường bao gồm nắp tai Kela hoặc Nomex để bảo vệ thêm. Bộ trang phục cứu hỏa có thể chịu được nhiệt độ lên đến 1.000 độ C. Còn một loại trang phục cứu hỏa hiện đại hơn nữa, có màu bạc, được gọi là Proximity, được làm bằng vải amiang. Trang phục này thường được sử dụng để cứu hộ trong các trường hợp hỏa hoạn lớn, nhiệt độ lên đến 1.039 độ C và giá của nó dao động từ 40 đến 50 triệu đồng. Tuy nhiên thì đấy là trang phục của người lính cứu hỏa ở nước ngoài. Những người lính cứu hỏa Việt Nam chúng ta thì những bộ trang phục xịn như thế này không có nhiều đâu các bạn ạ. Hy hữu lắm lắm như vụ cháy ở cây xăng gần bệnh viện 108, chúng ta mới thấy một vài bộ màu bạc kia thôi. Còn lại thì hầu hết các vụ cháy, chúng ta thường nhìn thấy đồng phục của những người lính cứu hỏa là những bộ đồ màu xanh sọc ngang phản quang, có giá khoảng 550.000 đồng trên một bộ và xuất xứ từ Trung Quốc. Thôi chẳng cần làm phép so sánh thì chúng ta cũng đã hình dung ra sự đầu tư cơ sở vật chất cho nghề cứu hỏa ở Việt Nam hạn chế như thế nào rồi phải không? Số 2. Không được để ria mép hoặc sỏ lỗ trên mặt. Trong những bộ phim truyền hình Mỹ, bạn có thể thấy nhiều người lính cứu hỏa có vẻ ngoài cực kỳ cool ngầu, như là có râu quai nón này, đầu tóc cũng hơi loa xòa bồng bềnh lãng tử. Nhưng thực tế ngoài đời thì một anh lính cứu hỏa có thể bị kiểm điểm sâu sắc, thậm chí bị đình chỉ công việc nếu như để râu, tóc tai loa xòa hoặc là đeo khuyên trên mặt. Bạn có biết tại sao không? Tôi cá là có bạn sẽ đoán được rằng râu tóc của họ có thể bị bắt lửa và cháy khi làm nhiệm vụ. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý đấy, nhưng mà không phải như thế đâu, vì họ sẽ dùng mũ bảo hộ và đeo mặt nạ chống độc mà. Vấn đề chính là chiếc mũ bảo hộ và chiếc mặt nạ chống độc mà họ mang. Nếu như để râu, đeo khuyên mũi hay là tóc không gọn gàng thì nó sẽ gây vương víu cho việc đeo các thiết bị bảo hộ, gây cản trở khi họ làm nhiệm vụ. Vậy nên bên ngoài bạn chỉ có thể bắt gặp những anh cứu hộ mày râu nhẵn nhụi, tóc tai gọn gàng như thế này mà thôi. Số 3. Mỗi ca làm việc có thể hơn 24 giờ. Hãy nhìn vào những hình ảnh này để hiểu rõ hơn công việc của một người lính cứu hỏa. Bạn biết không, một người lính cứu hỏa không phải chỉ đơn giản chỉ làm nhiệm vụ dập lửa. Những người lính còn phải cứu người khi có lũ lụt, động đất, thiên tai và hành động khủng bố. Họ thậm chí còn phục vụ như thợ sửa ống nước, thợ điện, cơ khí, nhà tâm lý học và ngay cả nhân viên y tế khi cần phải cấp cứu trước khi bác sĩ đến. Ở một số quốc gia, xe chữa cháy có thiết bị đặc biệt để hồi sức cho nạn nhân. Vì thế, họ còn phải có nhiều kỹ năng khác nữa. Chỉ tính riêng trong những vụ hỏa hoạn, họ là những người phải lao vào hiện trường, cứu những người bị mắc nạn, hướng dẫn họ thoát thân và thậm chí là sơ cứu cho họ nữa. Tính mỗi việc phải di chuyển qua các tầng nhà đầy khói độc để cứu hộ thôi thì cũng đã khiến cho họ phải dùng đến gần như 100% sức lực rồi. Và có một sự thật mà có lẽ bạn không hề biết nếu như chưa bao giờ ở trong một đám cháy thật sự. Trong phim thì các nhân viên cứu hỏa sẽ dễ dàng nhìn thấy trong đám cháy, tìm đường, cứu người bị thương. Nhưng thực tế, trong một vụ cháy thật, khói mù mịt cùng với ngọn lửa vây quanh sẽ khó có thể nhìn thấy và nghe được tiếng kêu cứu. Số 4. Công việc không dành cho phái nữ. Bạn biết đấy, lính cứu hỏa là một nghề cực kỳ vất vả. Như tôi nói ở trên thì có khi một ca làm việc có thể đến hơn một ngày liên tục. Bạn có thể thấy một số hình ảnh sau khi làm xong nhiệm vụ. Có những người lính cứu hỏa toàn thân đen xì và gần như kiệt sức hoàn toàn. Đây là một nghề mà đến ngay cả đàn ông cũng bị thách thức cả về thể lực và tâm lý. Vì những người phụ nữ vẫn luôn được cho là thể lực yếu hơn đàn ông và tâm lý thường không có sự ổn định.
Chính vì thế mà nó được coi là nghề không dành cho phụ nữ. Tôi nghĩ là bạn chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào làm nghề cứu hỏa ở Việt Nam đúng không? Tôi vừa nói cho bạn biết lý do rồi đấy. Tuy nhiên thì không phải là không có trường hợp ngoại lệ. Người phụ nữ duy nhất trong lịch sử cứu hộ thế giới là Molly William, sống ở đầu thế kỷ thứ 19. Molly William đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới dập tắt đám cháy cùng với những nam đồng đội của cô. Từ đó, nữ giới bắt đầu tham gia vào công việc khó khăn này. Tuy vẫn còn nhiều thử thách và số lượng nữ giới tham gia công việc này cũng chỉ là một phần, nhưng họ đang dần chứng minh rằng mình không thua gì về cả sức khỏe lẫn ý chí. Số 5. Cứu hỏa trên không. Nhiều người hay băn khoăn là nếu như có hỏa hoạn thì chúng ta nên chạy lên hay là chạy xuống để được cứu. Câu trả lời là chạy xuống nhé các bạn. Nếu các bạn đã được xem trên các bộ phim nước ngoài và nhìn thấy những cảnh cứu hỏa bằng máy bay trực thăng thì nghĩ rằng trèo lên tầng cao nhất sẽ an toàn hơn. Thì tôi xin lưu ý với các bạn rằng cứu hỏa bằng máy bay trực thăng chỉ thực hiện để dập tắt đám cháy rừng thôi nhé các bạn. Việc cứu hỏa bằng máy bay trực thăng cho các tòa nhà cao tầng hiện nay chỉ có một số quốc gia trên thế giới mà thôi. Còn ở Việt Nam, hình thức này chưa được áp dụng do các điều kiện còn bất lợi nên không khả thi. Vậy nên nếu chẳng may có hỏa hoạn trong tòa nhà cao tầng, bạn đừng bao giờ chạy lên tầng thượng và chờ máy bay đến cứu hộ giống như trên phim nhé. Bạn sẽ thất vọng đấy. Trong những ngày qua, tấm hình người lính cứu hỏa với bàn tay bỏng tuột cả da thực sự khiến chúng ta rất ám ảnh. Nhưng các bạn ạ, đó chỉ là một trong số rất nhiều những người lính cứu hỏa khác ngoài kia. Chỉ là hình ảnh này vô tình lọt vào ống kính, nên chúng ta mới biết đến những đau đớn mà họ phải trải qua trong những vụ cứu hỏa. Tôi muốn các bạn hiểu rằng, không người lính cứu hỏa nào thờ ơ với tính mạng của những người bị nạn cả. Và việc họ lựa chọn nghề này đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng đối mặt với tử thần.